Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Chuẩn bị nha, bữa nay mình bắt đầu vào đông rồi đó. Đúng như thời tiết dự báo, sáng nay còn sẽ có tuyết. Bây giờ ngoài đường đang có chút xíu mưa tuyết rồi. Thưa đại chúng, thứ bảy tuần sau, ngày 20, buổi tối lúc 7:30, chúng ta có lễ tụng giới và pháp thoại. Sáng ngày 21, tức là Chủ nhật tuần sau, chúng ta kỷ niệm rằm tháng 10, tức là rằm Hạ Nguyên. Quý vị nhớ ha, tuần sau là cũng rằm tháng 10. Tức là cái rằm này là cái rằm Hạ Nguyên, là một trong những cái rằm lớn trong ba cái rằm của năm: rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Rồi sau đó chúng ta sẽ có rằm tháng Chạp, cái này riêng của Phật giáo, tức là kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trước khi chúng ta ăn Tết. Coi như là sắp sửa hết một năm nữa rồi. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú Phẩm Ngu câu thứ 71. Hồi nãy thầy Đức Tạng có chia sẻ về 8 đặc điểm của biển. Pháp Hòa loáng thoáng nghe. Tuần rồi thì thầy, hình như thầy Huệ Tạng, nói về lửa. Trong Phật giáo lửa tượng trưng cho gì? Thì hôm nay thầy Đức Tạng nói về nước. Tức là trong đó quý thầy có chia sẻ 8 đặc điểm của biển. Thí dụ như là biển là từ ở thấp mà đi ra xa, càng đi xa thì càng sâu. Mình tu học cũng vậy, mình sống ở đời cũng vậy. Mới đầu mình mới học thì giống như mình ở trên bờ vậy đó. Mình học càng lâu thì mình càng ra sâu hơn, cái hiểu biết mình càng rộng lớn hơn. Là biển thì không có chứa tử thi, trong giáo pháp của Phật không có chứa phiền não. Biển có khả năng đẩy hết rác sạch sẽ. Trong khi mà chúng ta có Phật pháp trong người thì chúng ta có đủ khả năng để thanh lọc những cái phiền muộn nó đến cho mình. Đại chúng cứ nhớ là mỗi ngày mình sống cũng giống như mình thanh lọc vậy đó, phải không? Mình ăn uống, và nhiều khi cái phổi mình nó không tốt, mình phải uống cái gì để cho nó lọc phổi. Gan mình không tốt, mình cần uống cái gì để lọc gan. Rồi đôi khi máu mình không tốt, mình phải uống, mình phải dùng những thứ thuốc gì đó, làm một cái treatment nào đó, một cái chữa trị nào đó để mình có thể lọc máu. Thì trong tâm mình cũng vậy. Quý vị cứ thấy là mình rất nhiều những phương thuốc để mình thanh lọc cái thân thể mình, nhưng mình quên đi tìm những phương thuốc để thanh lọc cho tâm hồn của mình, cho tâm thức của mình. Và chính vì vậy, cái tâm mình nó không được thanh lọc, cho nên mỗi ngày nó nhuộm, nó thấm nhuần, mà không phải là những cái chất liệu bổ dưỡng, mà những cái chất gọi là bẩn, những chất dơ, để làm cho cái tâm mình càng ngày càng khổ đau. Bất cứ việc gì đến trong cuộc đời này, chúng ta đều có cái lọc để đủ khả năng thanh lọc nó hết. Mình uống cà phê, nếu mình không có lọc cà phê thì cái xác không còn đó, và mình không có cái nước cà phê. Cho nên cũng đừng có ngại phải làm việc đó, tại vì nếu có cái việc đó thì mình mới ra được một con người tốt. Cái bàn mà không có chịu khó chùi thì làm sao nó sạch, cứ để riết bụi nó bám. Nhưng mà mình lau một lần thì có thể nó không sạch, vì nó dính lâu rồi. Quý vị có từng tưới cây mà lỡ nước nó nhiễu xuống mình không biết, lâu ngày nó đóng bợn, nó vàng cái sàn đó. Mà bây giờ mình muốn thì mình phải làm gì? Mình phải ngâm nước, mình chùi nhiều lần để cho nó sạch sẽ. Tu tập cũng như vậy. Hằng ngày mình tụng kinh, mình lễ Phật,
mình ngồi thiền hàng tuần, mình đi chùa, mình nghe pháp vân vân, tất cả những công việc mỗi ngày chúng ta làm đều với cái ý nghĩa là chúng ta thanh lọc cả tâm ý của mình. Cái ý của mình, cái tâm của mình, cái chỗ mà nó chứa, cái ý thì nó cứ tiếp xúc, rồi nó phân biệt, rồi nó chứa. Thành thử ra mỗi ngày cái chuyện tu hành nó giống như là mình thanh lọc, lọc cà phê uống, lọc trà uống, tất cả cái gì chúng ta. Có nhiều khi mình uống nước, mình phải xay trái cây xong rồi mình lại lọc lại, mình uống, ví dụ vậy. Cho nên là cái chuyện nghe pháp, cái chuyện học kinh, cái chuyện tu tập nó rất cần. Hôm nay chúng ta học câu kinh Pháp Cú thứ 71. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Đó là cái câu kệ ha. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, tức là cái việc xấu mà đã làm á thì nó giống như sữa vậy, nó đâu có đặc liền đâu. Ví dụ mình làm dâu ua, mình làm rau câu, mình đổ ra nó đâu có đặc liền, nhưng mà để một hồi thì nó mới đặc. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi cái việc ác mình làm cái quả nó không đến liền, mà lâu ngày nó mới có mặt. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Lửa mà nó cháy bừng, mình lấy nước mình đổ lên rồi mình tưởng nó tắt rồi, nhưng mà không ngờ cái lửa nó còn ẩn tàng ở dưới cái đống tro đó, và có thể đủ cái duyên nó bộc lửa, nó bộc phát lửa trở lại. Quý vị nhớ cách đây mấy năm trên Tây Thiên mình cháy cái gara không? Buổi chiều 4 giờ phát lửa cháy. Cháy xong rồi thì xe cứu hỏa tới dập tắt lửa. Tưởng yên rồi, 12 giờ đêm lửa phừng lên, nổ cháy tiếp tục. Tại vì cái ngòi lửa nó còn, rồi ở trong đó có những cái bình propane, những cái bình xăng mà mình mua để dành mình cắt cỏ, mình làm việc đó, nó còn ở trong đó, và cái lửa nó còn trong đó. 12 giờ đêm cháy trở lại, mặc dù nước đã xịt lên, đã tưới lên từ 4 giờ chiều. Thì cũng như thế. Rồi Pháp Hòa nhớ cái hồi mà tu bắt đầu khởi công xây dựng trên Tây Thiên, thì có một lần đó gom một cái đống rác rất là to, thì mình mới xin phép mình đốt cái đống rác đó đi. Thì lúc đó là City họ cho mình là đốt free, không cần phải trả tiền gì hết. Nhưng mà mình khi mình đốt như vậy mình phải cho họ biết, rồi họ mới cho xe cứu hỏa đậu ngay đó để chờ cái đống lửa mình đốt hết rồi họ mới đi. Tại họ sợ mình bật lửa, cái gì lửa nó lan. Họ tốt đến như vậy, để chuẩn bị như vậy. Nhưng mà quý vị biết sau khi mà mình cháy hết cái đống rác đó rồi, thì 3 ngày sau rồi mình tưởng nó nguội rồi, thì mình mới lấy xe mình xúc cái đống tro đó, mình đi để qua một cái khu đất khác. Không ngờ qua tới khu đất khác nó bốc lửa, nó cháy. Tại vì lửa nó ngầm còn trong đó sau 3 ngày. Kỳ này mới bị phạt đó. Tại lửa nó bốc cháy thì CT họ tới, cứu hỏa họ tới, họ thấy mình xin phép đốt ở chỗ này mà tại sao bữa nay lửa bốc chỗ kia, lửa bốc chỗ này không có phép, bị phạt. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Thì để mình mới thấy rõ rằng á, cái câu kinh này, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Có nhiều khi trong cuộc đời mình làm những cái điều không đúng, mình đâu có thấy cái quả nó tới liền đâu, nhưng mà lâu ngày chày tháng cái quả nó mới tới. Có nhiều khi á, mình nói một cái lời tổn thương người thân của mình, thấy người đó tỉnh bơ à, rồi cái mấy ngày hay ngày sau mình chửi họ tiếp, mình nói họ tiếp, họ tỉnh queo à. Một lần đầu họ tỉnh bơ, lần thứ hai họ tỉnh queo, nói là thứ ba tỉnh rụi. Mình tưởng đâu là ngon lành, nhưng một ngày nào đó họ chịu hết nổi cái sự mà dày xéo của mình, cái sự mà cái lời nói cay cú của mình, họ quật mình lại, hoặc là họ phản bác lại, hoặc là họ chịu hết nổi thì họ bắt đầu tuyên bố tôi với người nhất định phải chia ly, không có sống chung được.
Cho nên nhiều khi á, mình gần một người nào đó, mình sống chung với người đó, ví dụ như là chồng mình, là vợ mình, mình nói những cái lời nói nặng nhẹ với nhau, mình không thấy người đó phản ứng gì. Không phải người ta không đau đâu, nhưng mà tại vì người ta nghĩ thôi, nhịn đi cho nó yên nhà lợi nước. Người ta cứ nghĩ một câu nhịn chín câu lành. Nhưng mà con người họ không đủ cái nhẫn nại, đến một lúc nào đó họ chịu không nổi thì nhất định họ phải buông. Mà buông mình chịu, mình đỡ không kịp. Đã rất nhiều những cái đau thương xảy ra trong những gia đình, trong cộng đồng của chúng ta. Có một ngày nọ, cái chú đó đi làm về, mở cửa vô thấy nhà sạch sẽ, vợ con bỏ đi hết, thì chú mới lên chú khóc. Đây là lỗi của con, tại vì hàng ngày con sống con không có quan tâm gia đình, mà thường nói những cái lời học hằng học, vợ con chịu không nổi. Đó là mình mới nói tới vợ chồng thôi. Rồi bây giờ tới con cái sống chung với mình. Nhiều khi mình làm cha làm mẹ, mình có những lời nói khó nghe, mà mình nghĩ nó là con mình theo cái quan niệm của mình. Nhưng mình quên rằng con mình nó sanh ở đâu và nó đang sống ở đâu. Thậm chí ngay bây giờ ở Việt Nam đây cũng không còn cái trường hợp đó đâu. Ngày xưa mình theo cái quan niệm là gì? Gọi dạ bảo vân. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ á, gọi của nó ở trong phòng nó không dạ. Kêu nó ăn nó không ừ. Đó, kêu nó ăn thôi nó cũng trả lời, chứ đừng kêu nó xuống làm việc. Tại sao? Vì nó có tiếng gọi của cái máy game. Nó có cái tiếng gọi khác. Rồi cứ mình cứ hò hét nó riết. Lâu ngày có nhiều đứa nó bực bội, nó khó chịu, nó hâm á, bữa 8 tuổi nó đi á. Thành thử ra quý vị, đúng cái ngày sinh nhật của nó là cái ngày nó dọn nó đi. Cái đó không phải là mình trách, nhưng mà ở đây mình đưa những cái ví dụ đó. Rồi còn cái chuyện mà mình, mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mình tự quán chiếu, tự tư duy để mình thấy được cái hoàn cảnh của mình. Rồi nếu mà mình đúng là quả thật mình đã từng hành xử như vậy, thì mình sửa đổi, mình thay đổi thôi. Cho nên á, đó là chỉ là một việc thôi. Rồi bây giờ quý vị ví dụ như á, một cái cây, ví dụ như cái nhà sàn ngâm, người ta làm những cái cây ở dưới nước, cái sàn nhà ở dưới nước. Nhưng mà lâu ngày thì không phải mục, mà không có thường xuyên kiểm soát, một ngày nó mục thì sao? Nó sập cái nhà. Cho nên bất cứ cái gì cũng vậy, mình để nó đó, nhưng mình không có thường quán chiếu, mình thờ ơ, thì một ngày nào đó cái khi nó đủ cái chín mùi, mà trong kinh, trong mấy bữa trước mình học cái chữ quả dị thục đó, dị thục nhớ không, nhớ chữ dị thục không? Dị thục là nó khác với cái ban đầu. Thí dụ như cái trái chín thì nó dị thục với trái sống, vì sống nó cứng nó chát, mà chín rồi thì nó mềm nó ngọt. Dị thục là vậy đó. Hồi đầu mình ở sống chung với nhau hạnh phúc quá chừng luôn. Rồi sống chung sao cái từ từ dị thục, không muốn nhìn nhau nữa. Hồi đầu á, ngồi ăn phải đối diện mới chịu nổi. Rồi từ từ ăn mỗi người góc. Rồi từ từ hẻ ăn người trên lầu, người dưới đất. Đây là dị thục rồi đó. Nhưng mà dị thục xấu. Mình dị thục là cái dị thục là cái này nó khác chứ cái kia. Cho nên ngày xưa mình rất là giống như mình tu thôi. Tu càng ngày mình mới tu, nó chưa có thuần. Tu lâu nó phải thuần. Tới hồi mình ta thấy người tu mà dễ thương, trời ơi đúng ha, có tu có khác. Giờ nó dị thục với cái ngày xưa. Tu làm sao hồi nó không dị thục thành dị hợm. Mình càng sống mình càng tu sao càng dị hợm. Ai gặp mình ta cũng ngán ngẩm hết trơn. Thì mình phải coi lại cái đó. Cho nên mỗi ngày á, mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã. Bồ Tát quán tự tại, ngài tu cái pháp, dùng cái trí tuệ sâu xa để nhìn lại tất cả mọi thứ, ngài mới phát hiện ngũ uẩn giai không. Khi hiểu được cái đó, ngài vượt tất cả khổ ách. Ở đây cũng vậy, mình mỗi ngày cũng phải vận dụng cái trí tuệ siêu việt để quán chiếu, để nhìn lại mình. Để mình hồi chưa tu nó vậy nè, mình tu nó có khác hơn chưa? Hồi xưa mình chấp, bây giờ mình có buông xả bớt chưa? Mà nếu mình ngược lại là mình dị thục ngược rồi đó.
là lẽ ra hồi xưa nó sống nhăn à, phải không? Càng tu chín đẹp, chín cây không phải chín vú, mà cũng phải chín héo, chín cây nó mới ngon. Chín cây là gì? Nó thuần thục rồi, nó tự nhiên như vậy. Chín cây chín ép là gì? Giả bộ, cải trang thiền tướng. Còn cái người tu thiệt á, nó toát ra cái thanh thản, cái nhẹ nhàng, cái giải thoát từ cái nơi tu tập của mình. Cho nên trong kinh nói, ở đây Đức Phật nói giống như sữa mà nấu để nó chưa đặc, để hồi rồi nó mới đông nó đặc lại. Cũng như thế à, mình cứ theo cái đà xấu của mình cứ làm, mình cứ nghĩ đâu có sao đâu, thấy không? Đó, cũng giống như mình đi ăn cắp đi, ví dụ vậy đó, ăn cắp một lần thấy ngon cơm quá, người ta phải để ý chứ, tại sao trong cái tiệm này thường xuyên ăn cắp bị mất đồ, bắt đầu người ta mới coi lại thì thấy mình là cái người đi vô đó, lâu ngày sẽ bị bắt. Cho nên người ta hay nói đi đêm có ngày gặp ma là vậy đó. Vì vậy cho nên qua cái câu kinh này thì chúng ta phải hiểu rằng cái ác nghiệp, nghiệp là gì? Nghiệp là cái hành động chúng ta làm thường xuyên nó thành thói quen. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ chánh niệm thì chúng ta tạo thiện nghiệp. Còn nếu không đủ tư duy, không đủ sáng suốt thì tạo ra cái nghiệp xấu. Cho nên nghiệp bản thân nó không có xấu. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị thấy cái người đó đó, ăn nên làm ra, nhà cửa hạnh phúc, gia đình vợ con đề huề, nó nghiệp, quả báo. Được không? Được chứ. Quả báo là cái gì? Là cái kết quả thôi. Nhưng mà kết quả này thiện nè, người này biết tiết kiệm nè, người này biết làm ăn nè, không có phung phí nè. Đó, bây giờ có cái quả báo là gì? Nhà cửa đàng hoàng, vợ con tương tất. Còn nếu như bây giờ mình có tiền mình xài phung phí, một lần mình xài mình đâu có thấy hết tiền, nhưng mà lâu ngày hết tiền. Ở đây có ai đi Việt Nam không? Em chưa đi, em chưa biết. Đi Việt Nam để một túi 10.000 mấy chục ngàn về xài xộp lắm. Mới đầu cầm cả cọc, từ từ nó xẹp. Xài xộp thì nó mau xẹp. Thì cũng như thế, mình xài mình không thấy đâu, nhưng mà một hồi rồi nó mới tiêu dần cái đó. Cho nên cái phước của mình cũng vậy. Mình có phước nhưng mình không có biết giữ phước, không có biết kiệm phước. Phước thì nên tụ không nên tán. Mà có phước mà chúng ta không có biết giữ cái phước thì nó rất dễ mất. Cũng như thế, những gì mình có là mình phải biết rằng do mình khó khăn mình mới có được, cho nên mình không có lãng phí mà không có phung phí. Mà cái gì mà phung phí là cái đó mau hết. Mà ví dụ như mình có xài mà có dưỡng, cũng giống như cái máy, mình có dùng nó nhưng mình phải tắt máy hồi cho nó nguội, xài nó lâu. Còn nếu mà mình xài overheat, nó burnt, hư liền. Thay vì mình chịu khó đợi chừng 10 phút sau, 15 phút sau nó nguội cái máy thì mình xài thêm bữa nữa. Còn đằng này cứ lần ra mà mình sử dụng hết, cuối cùng cháy máy. Ở đây người ta làm cái máy hút bụi cầm tay á, để cho mình hút, cho mình bóp cái nó hút, cho mình nhả ra. Trời đất ơi, cái máy người ta làm vậy để cho có lúc mình thư giãn nó. Mình lấy băng keo mình cột nó lại luôn để hút cho nó tiện. Bóp hoài mỏi tay quá, khỏi cháy máy luôn. Đó. Cho nên từ những cái đó mà tại vì sao mà mình tạo những cái nghiệp xấu, là trong cái phẩm này là phẩm gì? Phẩm ngu. Mà chữ ngu nghĩa là gì? Mê mờ, không thấy rõ chân lý, thế thôi. Cho nên thường thường cái người mà tạo lỗi là do cái gì? Do mình mê lầm. Mình mê lầm mà nhà Phật gọi là si mê. Chữ si là gì? Chữ si là mình mù mờ, mình không thấy rõ được cái thật. Cho nên thí dụ người đó mà tình cảm mà không có sáng suốt ta kêu si tình. Còn người đó ví dụ như mê danh lợi mà không có sáng suốt, có thể vì cái danh mà làm những cái điều sai lầm.
cũng từ cái si mê, mà mê thì không thấy rõ, mình không thấy rõ được tất cả những cái nhân duyên của nó. Cho nên nói cho cùng á, đạo Phật dạy mình tu gì? Hai việc thôi. Giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ là giác cái gì? Giác tất cả mọi sự trên đời này đều do nhân duyên, không đủ duyên không gặp, mà đủ duyên mà gặp rồi cũng đủ duyên để hết. Ví dụ như 10 giờ rưỡi đủ duyên bắt đầu làm lễ, mà giờ có nói hay nói dở gì cũng biết, 12 giờ là phải lo xong, hết giờ rồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên hết duyên thì quý vị ngồi sao khổ quá. Mà nếu mà chưa hết giờ mà quý vị cứ trông, em cũng ngồi em nói à, em nói dở cũng được mà tại em chưa hết giờ. Bây giờ mà lỡ mà em nói hay một việc có thích đi nữa, nó nói nữa đi nói nữa, giờ không nói được nữa tại hết giờ rồi. Thấy không? Rồi khi mà mình hết giờ rồi mình ra về không vướng bận là giải thoát. Cho nên quý vị cứ nhớ, đạo Phật dạy mình hai việc, một là giác ngộ, hai là giải thoát. Người có tỉnh thức, tỉnh thức, ý thức, giác ngộ, mọi việc trên đời này cuối cùng không có gì khổ hết á. Có thân thì phải già, bệnh. Bệnh thì uống thuốc chữa trị, nhưng mà nhớ rằng không có thuốc nào mà trường sanh bất tử hết á. Nghe người ta đồn linh chi ngàn năm cũng mua uống vậy, nhưng mà uống bệnh cũng bệnh nè. Vậy nếu mà cái linh chi ngàn năm uống không chết thì cái ông mà ông hái được cái linh chi ông uống đi, ông cho gia đình ông uống, cho mắt chuyển bán cho mình, phải không? Đó, thành nếu mình thờ thần tài, ý nghĩa là nhờ ông thần tài cho mình có tiền, mà thờ hoài sao cũng nghèo à. Rồi mình thờ thì mình thờ, nhưng mình phải nhìn lại cái cách mình chi dùng, cái cách mình bảo quản. Cho nên tiền ai cũng có, nhưng mà giữ được hay không là do thần. Chữ thần đó là gì? Là cái tinh, là cái đạo đức, là cái năng lực của mình, chứ không phải cái ông đó. Thần tài là cái năng lực giữ tiền. Mình đặt cái ông thần tài để nhắc mình thôi. Nhắc mình là phải có cái năng lực biết giữ của. Thổ địa à, ông ai cũng có nhà hết á, ấp bạc cũng được, condo cũng được, nhà nhỏ cũng được, townhouse cũng được, nhưng mình cũng làm chủ nó. Nhưng mà biết chữ địa đây là giữ, ý nghĩa là đất phải không? Nhưng mà đất đó không bằng cái căn bản, cái hạnh phúc. Hai người mà hạnh phúc á, ở trong một cái phạt, một cái chung cư mướn vẫn hạnh phúc. Nhưng mà biết giữ cái đó là thổ địa đó, giữ được cái mảnh đất hạnh phúc đó của mình đó. Cho nên mình phải giải thoát là mình phải giác ngộ, là phải tỉnh thức tất cả các pháp. Và khi mình hiểu được tất cả các pháp thì không có pháp nào mình vướng bận hết. Cho nên gọi là giải thoát. Mà người mà có giác ngộ, có giải thoát là đạo Phật. Có thể người đó chưa bao giờ học Phật, không hiểu gì hết, nhưng mà trong tâm họ có một cái trí tuệ. Họ biết tư duy. Việc đến thì mình tiếp, việc đi mình không lưu luyến. Người ta tiếp biết được cái đó, mặc dù người ta không hề xưng họ Phật giáo, nhưng những cách sống của họ tương đồng với đạo Phật, tương đồng với cái ý nghĩa của đạo Phật. Họ vẫn là đạo Phật. Cho mình, nhưng mà ngược lại, mình xưng mình là đạo Phật mà mình không nắm vững được cái then chốt của đạo Phật là gì? Là giác ngộ, giải thoát. Đụng đau khổ đó, vướng bận đó, dính mắc đó, mà hãy càng dính mắc thì càng tạo nghiệp. Thí dụ như giờ mình dính vào cái tôi, ai chạm tới mình một chút mình chịu không được. Mà chịu không được thì phải làm gì? Phải chửi, phải đánh, phải tạo đủ tất cả các cái nghiệp. Ai xâm phạm tới quyền lợi của mình không được, mà mình quên rằng có ai ở đây sống mãi đâu, mình nương nhau mà sống mà. Cho nên đi vào chỗ làm, chia sẻ với nhau, không có gì phải giành giật cả. Rồi bây giờ ví dụ như mình giành giật một mình đi, rồi mình làm hết không? Mà hễ mà có vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mình ăn hiếp người này mai mốt cũng có người khác ăn hiếp mình lại. Cho mình hiểu được cái đó, cho nên mình nhẹ nhàng. Thôi lúc nào mình trong cái thời buổi khó khăn, chia với nhau, chia sẻ với nhau. Mà nhớ là cái duyên mình gặp nhau, đó là mình cái tạo cái duyên, mình tương phùng cái duyên. Nhưng mình phải biết tích duyên. Chữ tích duyên là gì? Là phải trân quý cái duyên đó. Mà nếu mà trân quý cái duyên đó không được nữa thì duyên nó tan biến.
Cho nên á, ngày xưa trong Minh Tâm Bảo Giám cũng có một câu á, bình sinh tác thiện thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan thọ họa ương, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Ở trong cái quyển Tâm Kinh Bảo Giám nó có mấy câu đó. Bình sinh tác thiện thiên gia phúc là gì? Trong đời sống hàng ngày gọi là bình sinh, mỗi ngày mình sống đó, nên làm việc thiện, tác thiện đi, làm thiện đi, trời ban cho mình cái phúc. Cái chữ trời đây là gì? Tự nhiên tạo phước thì có phước. Bình sinh tác thiện thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan thọ họa ương. Nếu mình mà dại dột tạo những điều xấu ác thì mình phải thọ lãnh cái tai họa. Nhược thị ngu ngoan, chữ ngu ngoan là ngu xuẩn, đần độn, dại khờ, thì làm những việc xấu thì thọ họa ương, mình phải nhận cái đó. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, rốt cuộc á, cái thiện cái ác mà nó đến rồi á, chúng ta đều phải nhận hết. Thiện ác rốt cuộc rồi chúng ta phải nhận hết, cái chúng ta nó phải trở, thiện ác rốt cuộc rồi nó sẽ trở lại với mình. Thiện ác đáo đầu chung hữu đáo, cuối cùng nó sẽ trở lại với mình. Cao phi là gì? Cao phi là bay cao. Tẩu viễn là gì? Chạy xa. Bay cao chạy xa cũng khó mà tránh được. Cao phi tẩu viễn giả nan tàn, khó mà tránh được. Ca dao Việt Nam cũng lấy hai cái câu đó. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi tẩu viễn giả nan tàn. Anh thương em có chứng mặt trời vàng, chừng nào anh ở bạc cho con tôm càng nó cắn anh. Đó là cái câu hồi xưa người ta ru, người ta hò, người ta ru em, người ta đọc vậy đó. Trước khi chấm dứt Phá Hoa hò cho đại chúng nghe cho vui rồi mình nghỉ. Hò thiện ác đau đầu chung hữu báo, cao phi tẩu diện tẩu diện tẩu giả nan tàn. Anh thương em có chứng mặt trời vàng, chừng nào anh ở bạc hò, chừng nào anh ở bạc cho con tôm càng nó cắn anh. Nghe vui thôi nha. Đây, xin cảm ơn đại chúng. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 71 ha. Đây, câu kinh là nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Mình làm một cái việc dở mà mình không biết, cứ tưởng như vậy mà cứ làm, thì cái quả nó đi theo mình, đi theo cái quả đó, một lúc nào đó nó sẽ bừng, nó đổ nát hết đó. Thì đó là cái câu kinh Pháp Cú 71 trong Phẩm Ngu. Vì sao mà chúng ta tạo những cái đó? Vì chúng ta không thấy rõ được, không có cái chánh niệm, không có cái ý thức, thì chúng ta cứ mãi lăn cuồng theo cái tạo nghiệp đó. Thì khi mà chúng ta nghe được câu kinh này thì đó là sự nhắc nhở. Mong đại chúng cùng nương tựa với nhau tu tập để có an lạc hạnh phúc. Cảm ơn đại chúng, chúng ta sẽ gặp lại.